Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Phong thủy May mắn, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy tại Việt Nam. Quý vị thân mến, tình yêu không chỉ có những phút giây ngọt ngào mà còn có cả những khi tranh cãi, mâu thuẫn tưởng chừng khó có thể giải quyết được. Nhưng có lẽ nó cũng như một cơn mưa rào mùa hạ, ai cũng luôn được mong muốn đắm mình trong tình yêu. Nhưng phải làm thế nào để khi tình yêu đến và phải làm sao để giữ cho tình yêu không phai màu, làm thế nào để tình yêu không tan vỡ? Đó có lẽ là câu hỏi mà bất cứ ai đang yêu cũng muốn được giải đáp. Có thể nhiều người không biết, yếu tố phong thủy là một yếu tố vô cùng quan trọng trong tình yêu, giúp cho những người độc thân vượng vận đào hoa, còn giúp cho đôi lứa bên nhau hạnh phúc. Nghe thì có vẻ không liên quan, nhưng quả thực chỉ với một vài mẹo phong thủy nhỏ nhỏ thôi cũng có thể khiến cho tình yêu có sự chuyển biến vô cùng mầu nhiệm. Vậy quý vị còn chần chừ gì nữa, xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng với kênh Phong thủy May mắn khám phá những bí mật phong thủy thu hút tình duyên cực kỳ chuẩn ngay sau đây. Trước khi đến với nội dung chi tiết, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn chuông để có thể nhận được thông báo mới nhất tới từ kênh Phong thủy May mắn và biết thêm nhiều thông tin hữu ích hơn. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ đi vào nội dung chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là không được để rào kéo bừa bãi. Dù là các cặp đôi đang yêu hay các cặp vợ chồng, có rất ít người là không bao giờ tranh cãi với nhau. Nếu áp dụng đúng phương pháp phong thủy thì có thể những lần tranh cãi sẽ trở thành chất xúc tác giúp cho tình cảm lứa đôi càng thêm mặn nồng hơn. Sau khi tranh cãi, tình yêu được hun đúc lại càng thêm vững chắc hơn. Tuy nhiên, đó là điều mà rất ít người có thể làm được. Thường thì các cuộc tranh cãi ngày sẽ càng trở nên gay gắt, mâu thuẫn leo thang, đôi bên cùng bị tổn thương, thậm chí còn có thể dẫn đến đổ vỡ tình cảm. Nhìn từ góc độ phong thủy đời sống thì nguyên nhân gây ra mâu thuẫn giữa các cặp đôi có lúc là do sát khí trong nhà quá vượng mà thành. Chính vì thế, nếu bạn thấy mình và người ấy thường xuyên có bất đồng, tranh cãi thì hãy thử kiểm tra lại phong thủy trong nhà mình. Đi một vòng quanh những nơi phòng ngủ, phòng khách, phòng bếp xem có những vật có cạnh sắc nhọn, có tính sát thương như dao kéo, có đang để lung tung và bừa bãi hay không. Nếu có, hãy thu dọn thật gọn gàng, cất chúng vào một chỗ kín để không nhìn thấy trực diện. Dao kéo nếu để bừa bãi sẽ khiến vận xui rủi tăng thêm, đặc biệt là nếu để trong phòng ngủ thì cực kỳ không tốt cho tình cảm vợ chồng. Dao kéo để lung tung trong nhà bếp sẽ lại gây hại cho sức khỏe của gia chủ, đồng thời kéo lùi vận trình tăng tiến của tài lộc. Ở phòng khách, nếu để dao kéo không đúng chỗ sẽ khiến cho con đường công danh sự nghiệp của gia chủ gặp nhiều ngáng trở, tiểu nhân vây hãm, ném đá sau lưng. Nếu bạn có việc cần mang theo dao kéo, hãy bọc và để cẩn thận, gọn gàng ở trong túi, nếu không cả ngày hôm đó sẽ gặp phải chuyện đen đủi, phiền phức. Trong nhà cũng chớ nên để dao kéo ở hướng bắc hay hướng đông, nên cất chúng trong ngăn kéo kín đáo hay trong giá gọn gàng là hơn. Trong nhà, bạn cũng nên trồng thêm cây xanh, song hãy chú ý chọn những cây có lá tròn, không có cạnh sắc hoặc gai nhọn, bởi theo phong thủy thì những cây có gai, có lá nhọn đại diện cho sát khí, dễ khiến cho người sống trong nhà tính tình nóng nảy, bực bội khó chịu, vô duyên vô cớ nảy nóng, gây sự với người khác. Thứ hai là không giữ lại những thứ của cuộc tình đã qua. Nếu bạn mới đổ vỡ trong chuyện tình cảm và muốn bắt đầu một chuyện tình cảm mới, nhất định phải vạch rõ ranh giới với những gì đã diễn ra trong quá khứ. Những thứ cũ kỹ có liên quan đến tình cũ phải vứt bỏ sạch sẽ. Hãy quyết đoán và mạnh mẽ lên, có thể chúng là những kỷ niệm khó phai với bạn, nhưng người xưa đã có câu, cái cũ chưa đi thì cái mới sao đến được. Hãy buông bỏ quá khứ, hướng về tương lai, bạn sẽ sống trọn vẹn hơn với tình yêu mới. Hãy áp dụng ngay mẹo phong thủy tình yêu này để nhanh tiến cũ đón mới nhé. Thứ ba là vứt bỏ những đồ đạc nhiều góc cạnh gây cảm giác nặng nề. Nếu trong nhà của bạn bài trí những đồ nội thất đã quá cũ hoặc có nhiều góc cạnh khiến cho bạn hễ nhìn thấy là cảm thấy áp lực nặng nề thì hãy mau chóng xử lý những thứ đó đi. Phong thủy nhà ở vô cùng quan trọng đối với vận tình duyên. Muốn áp dụng phong thủy thu hút tình duyên thì không thể cứ giữ lại những thứ khiến cho tâm trạng trở nên nặng nề, u ám. Đào hoa có tới cũng sẽ thấy thế mà bỏ đi mất. Thứ tư là tạo không gian thoáng rộng trong nhà.
Không gian đóng vai trò vô cùng quan trọng, có thể giúp bạn tích lũy thêm nhiều năng lượng để thúc đẩy vận đào hoa, bảo vệ tình yêu đôi lứa. Hãy dọn dẹp những góc nhiều đồ đạc trong nhà, cố gắng để có được càng nhiều góc thoáng đãng càng tốt. Ví dụ, tủ quần áo chớ nên để quá nhiều đồ, hãy dọn dẹp những thứ mình không mặc tới. Đồ giường và gầm giường phải sạch sẽ, không được để nhiều thứ linh tinh. Thứ năm là chọn đồ có đôi có cặp. Tình yêu phải đến từ hai phía, chẳng có ai vỗ một tay mà nên tiếng được. Những đồ đơn lẻ, cô độc chớ nên giữ quá nhiều, tốt nhất là hãy thay bằng những đồ có đôi có cặp. Cốc chén, đồ trang trí cũng cần phải có đôi, chúng sẽ mang lại cho bạn cảm giác ấm áp của tình yêu. Cốc chén cũng cần phải có đôi, chúng sẽ mang lại cho bạn cảm giác ấm áp của tình yêu, giúp cho các cặp đôi có thêm nhiều cảm xúc, tình cảm dâng trào. Thứ sáu là lựa đồ vật màu hồng, hình dáng tròn trịa. Chọn màu sắc theo phong thủy thì màu hồng là màu đại diện cho tình yêu. Vì lẽ đó, đồ đạc có màu hồng sẽ giúp bạn có thêm nhiều năng lượng tình yêu. Chẳng cứ là quần áo, đồ trong nhà cũng có thể chọn màu hồng, ví dụ như drap trải giường, rèm cửa, thảm trải sàn, cốc chén. Đặc biệt, các cô gái muốn vận đào hoa vượng lại càng không thể thiếu đồ đạc màu hồng ở trong nhà. Đồ vật hình dáng tròn trịa tượng trưng cho sự viên mãn tròn đầy, giống như tình yêu luôn đầy ắp, ôn nhân hạnh phúc ngọt ngào. Khi lựa chọn nội thất trong nhà, bạn có thể thu hút thêm điều này để thu hút tình duyên cho mình. Thứ bảy là bày biện đồ trang trí hợp lý. Khám phá bí mật phong thủy thu hút tình duyên, đồ trang trí trong nhà nếu được bài trí thích hợp sẽ có tác dụng vô cùng lớn. Ví dụ, nếu bạn để ý tới một người nhưng do nhiều lý do mà hai người không thể có cơ hội gặp gỡ thì có thể đặt một đôi uyên ương hay chim tình yêu ở phương vị Tây Nam trong nhà, sẽ giúp níu giữ, duy trì mối quan hệ, dần dần phát triển lên thành tình yêu. Bình hoa cũng là đồ vật được nhiều người lựa chọn để tăng thêm năng lượng tình yêu. Nếu trên bình hoa có thêm những họa tiết tượng trưng cho tình yêu thì hiệu quả lại càng cao. Bình hoa có thể đặt ở phương vị Tây Nam trong nhà, trong bình bỏ thêm những viên đá phong thủy. Thứ 8 là đá phong thủy sẽ giúp bạn xua tan phiền muộn trong tình cảm. Trong số các vật phẩm phong thủy thì thạch anh hồng được coi là viên đá vạn năng của tình yêu bởi nó có tác dụng nâng đỡ vận trình tình cảm, giúp cho tình yêu càng thêm mặn nồng, thăng hoa. Với những người đang gặp chuyện buồn, đổ vỡ tình cảm thì hay có cái nhìn tiêu cực về tình yêu, không có gì thích hợp hơn là đá thạch anh hồng bởi nó chính là vật phẩm phong thủy thu hút tình duyên cực kỳ mạnh. Đá thạch anh tím thì sẽ giúp chúng ta bình tĩnh và tỉnh táo, tránh xa đà vào những chuyện tình cảm không thích hợp, có lợi cho những người yếu đuối trong tình cảm. Đá mã não sẽ khiến cho sức quyến rũ tăng cao, khiến cho chủ nhân dường như xinh đẹp rạng rỡ hơn, vô cùng thích hợp cho những người thiếu tự tin vào ngoại hình của mình. Đá bát hổ lại hợp với những bạn yếu đuối và thiếu quyết đoán trong tình cảm bởi nó mang lại dũng khí và tự tin cho chủ nhân. Tuy nhiên, có một điểm cần hết sức lưu ý, đá phong thủy sẽ phát huy hết sức mạnh của nó nếu như chúng ta mang theo bên người. Bạn có thể lựa chọn vòng tay hay vòng cổ phong thủy để có thể tiện sử dụng. Đặc biệt, đá phong thủy phải đảm bảo tính tự nhiên, nếu không sẽ không có tác dụng. Và dưới đây thì kênh Phong Thủy May Mắn cũng xin được chia sẻ thêm với các bạn những cách phối đá phong thủy để có thể vượng vận. Đầu tiên là để thu hút quý nhân, chúng ta sẽ phối thạch anh hồng tím với thạch anh trắng. Để vượng vận đào hoa thì phối thạch anh hồng với thạch anh tím. Để mang lại may mắn cát tường thì phối thạch anh hồng với thạch anh đỏ liệu hoặc là đá mã não đỏ với thạch anh trắng. Để trừ tà hộ thân thì phối thạch anh đen với mã não đỏ hoặc mã não đen với mã não đỏ. Để thăm quan phát tài có thể phối thạch anh đen và đá mắt hổ hoặc đá mã não xanh và thạch anh trắng. Để buôn may bán đắt, có thể phối thạch anh vàng với thạch anh tím và thạch anh trắng. Và để thi cử đỗ đạt thì có thể phối mã não xanh lam với thạch anh trắng. Quý vị thân mến, để gìn giữ hạnh phúc gia đình, bày trí đồ đạc hợp với phong thủy là điều vô cùng quan trọng. Tuy nhiên, cách thức làm sao để hiệu quả phong thủy phát huy mạnh mẽ nhất không phải là ai cũng biết, nhất là làm thế nào để chỉ thay đổi phong thủy nhà ở mà có thể đuổi khéo được kẻ thứ ba đi thì lại càng ít người hay. Không hiểu biết mà tùy tiện sắp xếp đồ đạc trong nhà thì rất có thể chính bạn đã tự tay giết chết vận đào hoa của mình, mở đường cho kẻ thứ ba bước chân vào cuộc hôn nhân của hai người. Hãy cùng với kênh Phong Thủy Lộc Tài khám phá những tuyệt chiêu phong thủy để đối phó với kẻ thứ ba
giúp cho hôn nhân bền vững hạnh phúc mãi về sau trong chương trình ngày hôm nay. Đầu tiên là đầu giường phải có điểm tựa. Trong phòng ngủ của hai vợ chồng, giường phải được kê đúng cách. Phía đầu giường phải có điểm tựa, đại diện cho chỗ dựa cho cuộc hôn nhân. Chỗ dựa của người phụ nữ là người chồng. Nếu đầu giường quay về phía cửa sổ mà cửa sổ không đóng thì rất dễ bị phá hoại vận đào hoa. Thứ hai là hạn chế đặt bình hoa lớn trong phòng ngủ. Khi bài trí phòng ngủ, người đã kết hôn nên tránh đặt bình hoa quá lớn, bởi nếu không cẩn thận đặt chúng đào hoa vị thì có thể sẽ thúc đẩy vận đào hoa của nửa kia, khiến cho kẻ thứ ba ngang nhiên tiến tới. Thứ ba là phía dưới phòng ngủ không nên có dòng nước chảy ngang. Dòng nước chảy phía dưới phòng ngủ của hai vợ chồng biểu thị cho sự bất ổn, thiếu bền vững từ nền móng. Dòng nước chảy có thể cuốn trôi mọi thứ, thậm chí là cả vận đào hoa. Thứ tư là tránh mở cửa nhà vệ sinh trong phòng ngủ. Với những phòng ngủ dạng khép kín, có nhà vệ sinh tích hợp sẵn ở bên trong thì tốt nhất là nên nhớ đóng cửa nhà vệ sinh lại hoặc dùng bình phong để chắn đỡ. Nếu không làm như vậy thì hai vợ chồng rất dễ vướng vào cảnh ngoại tình, trong phong thủy gọi đó là phiếm thủy đào hoa. Thứ năm là treo tranh em bé. Trên tường phòng khách hoặc phòng ngủ của nhà mình, bạn có thể treo những bức tranh em bé đáng yêu hoặc tranh phong thủy như Bách Tử Đồ, Kỳ Lân Tống Tử để tâm trí người ấy luôn hướng về gia đình, nơi có những đứa trẻ đáng yêu là kết tinh tình yêu của hai người. Bạn sẽ không cần phải lo lắng khi đối phó với kẻ thứ ba nữa. Thứ sáu là bố cục nhà phải cân đối, trái phải cân bằng. Bên trái căn nhà tượng trưng cho người đàn ông, bên phải tượng trưng cho người vợ. Khi bài trí nhà cửa, cần chú ý cân đối hai bên, từ trong ra ngoài. Nếu để bên trái quá mạnh như bên trái có tủ cao mà bên phải lại có giá thấp, thì tương tự, vị thế người chồng cũng lớn mạnh hơn nhiều so với người vợ. Người chồng ở vào thế thượng phong, ngày càng không để ý tới lời nói của vợ. Thứ bảy là đồ đạc màu sắc thanh nhã, tránh quá sặc sỡ. Nếu đồ đạc hay vật dụng trang trí trong nhà quá sặc sỡ sẽ không tốt cho đời sống hôn nhân. Nó sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu không ngờ tới quan hệ vợ chồng. Tuy nhiên, nếu màu sắc trong nhà quá lạnh, dùng nhiều kim loại hay đồ gỗ thì cũng không nên, bởi nó dễ khiến cho tình cảm hai người trở nên lạnh nhạt. Những đồ trang trí như tranh ảnh nên được chọn thứ ngụ ý cát tường, hạnh phúc. Thứ tám là không đặt gương đối diện với phòng ngủ. Nếu trong phòng ngủ lại đặt gương đối diện với giường thì rất dễ gây nên họa đào hoa, khiến kẻ thứ ba thừa cơ xuất hiện. Gương hoặc sẽ vượng phu tinh hoặc thê tinh, bất lợi cho hôn nhân. Chính vì thế mà chúng ta nên cẩn trọng, chú ý hướng đặt của các đồ vật có tính phản chiếu như gương hay tivi, kẻo phạm phải cấm kỵ trong phong thủy phòng ngủ. Thứ 9 là không dùng giường đệm có hình thù kỳ quái. Nhiều người trẻ ngày nay thường thích phong cách mới mẻ lạ lẫm nên thường bỏ qua những chú ý khi chọn giường, chọn đệm. Sai lầm này có thể gây ra những nguy cơ nghiêm trọng đối với hạnh phúc gia đình. Giường đôi dùng hai tấm đệm hoặc đầu giường có hình thù kỳ quái, ngụ ý không cắt lành, có thể trở thành mũi tên chí mạng, gây ra cảnh đồng sàng dị mộng, xa mặt cách lòng. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên like, đăng ký và nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất tới từ kênh và không bỏ qua bất cứ video nào của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.